Trung tâm điện tử Hoàng Nguyễn xin được kính chào toàn thể các bác yêu âm nhạc trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2019. Thì bên em sẽ làm một clip để giới thiệu đến quý vị và các bạn mấy mẫu loa hàng nội địa của Nhật mới về trong ngày hôm nay. Đó là dòng Diatone 37B và đôi Bueller HM10. Đôi nữa đó là dòng Yamaha 700X Monitor. Ba cái mẫu loa này thì mới về trong tình trạng đẹp xuất sắc. Mọi nhu cầu về mua bán và phối ghép thiết bị âm thanh thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0979 918 996, địa chỉ ở chợ Sát Hải Phòng và nhận giao hàng toàn quốc. Các bác ở xa thì có thể liên hệ đặt hàng, còn những bác ở gần thì có thể qua trực tiếp cửa hàng ở chợ Sát Hải Phòng để xem hàng. Đây thì em xin quay đôi Diatone 37B. Sử dụng một bát 30 bằng giấy, một chung 12 giấy và một la chắc đôm. Diatone 37B công suất là 80W, trở kháng là 6 ohm, độ nhạy là 91 dB. Hàng thì bao đẹp cho các bác, hình bát rất là đẹp. Còn đôi trên là đôi Bueller HM10. Bueller HM10 thì sử dụng ba loa trên một thân thùng, gồm hai bát 25 cm và một loa chép còi. Đây là lỗ thông hơi, là lỗ thông hơi hai bát điện nhé, hai bát thật, hai bát điện màng giấy màng ống một kiểu màng giấy thôi. Thùng màu lâu rất là đẹp. Đôi này thì em giới thiệu trên trang rất là nhiều rồi, các bác có thể kéo xuống để nghe thử test và nghe thử test và thông số kỹ thuật. Còn đôi Yamaha 700X Monitor thì cái dòng này đó là dòng kiểm âm của hãng nhé. Trong các dòng Yamaha thì cái dòng 700X Monitor thì tiếng của nó rất là hay. Sử dụng ba loa, một bát 31 màng carbon phân vải tẩm dầu, một loa chung và một loa chép. Đôi này giá bán là 11 triệu. Còn cái đôi này thì giá mình báo giá trên trang 37B thì giá 8 triệu nhé. Các bác ưng thì có thể liên hệ đặt hàng theo số điện thoại và bên em sẽ ship hàng toàn quốc. Ngoài ra thì những cái dòng loa Nhật bãi này thì bên em còn rất là nhiều những cái mẫu như kiểu Onkyo và Diatone các loại, Pioneer nữa. Bác cần cái model gì thì cứ alo trực tiếp vào số điện thoại thì em sẽ báo giá cho các bác nhé. Sau đây thì em xin dừng clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.